Rồi, đây là cái móc máy khoan mà anh sẽ luồn vô trong cái dây thắt lưng mình luôn ha. Thì cái loại này á, đeo nặng nó sẽ chắc chắn hơn. Kết hợp với cái dây đeo vai á, mình chịu lực ngay cái phần đeo máy nè. Đó, thì nó sẽ ok ha. Đây anh thấy, khi mà em kéo á, cái lực nó sẽ kéo tùy lên cái dây đeo vai này, thì nó sẽ chắc chắn hơn ha. Thì đây là cái dây khóa bấm. Đó, dây thắt lưng khóa bấm. Loại này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Do là cái dây này á, nó sẽ dày hơn. Cái kiểu nó sẽ cứng hơn cái loại kia ha. Nếu mà loại kia mà mình hâu cứng vào thì cũng ok. Rồi, với cái loại này anh em. Loại này á thì nếu mà mình ốm á, ổ mình ốm thì mình siết lại. Siết cho nó chắc lại á thì nó sẽ ra cái độ cứng giống như thằng này ha. Đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đeo lên cho anh em xem. Đây, mình sẽ đeo một cái con máy bắn vít. Mình đeo như vậy ha. Máy bắn vít thì quá nhẹ cho nên là đeo lên là không có cảm nhận được cái độ nặng của nó đâu. Rồi, mà một số anh em á là cần đeo cái con khoan bê tông. Để cái con này thì con này là quá nặng rồi anh em. Cho nên á là khi đeo nó thì chúng ta phải chấp nhận thôi, rất là nặng. Rồi, nhưng mà bạn thấy cái dây đeo vai này của mình nó đang chịu lực. Thực chất là cái này mình chỉ đeo khi mà mình đứng trên thang hay là đứng trên giàn giáo để mình làm để gảnh tay thôi anh em. Nhiều khi chúng ta đang đeo đai á mà phải khum xuống thì cũng đứng trên thang thì không có độ chỗ để máy á, thì mình chấp nhận mình đeo nặng một tí xíu nhưng mà cái công việc mình nó sẽ nhanh hơn ha. Đây thì mình sẽ đeo nó như thế này anh em thấy. Mình lấy máy ra vậy mình đeo vào cũng khá là ok ha. Đó, khi mà chúng ta đeo á thì bên đây nó sẽ có một tí túi đồ thì nó sẽ để nó sẽ cân bằng lại hết em. Nó sẽ vừa cái bộ đai này á, cái điểm lưng của nó rất là dày đây, cho nên là khi chúng ta đeo nặng á, nguyên cái phần này nó chịu lực rất là nhiều nè, cho nên là đeo rất là im cái lưng. Rồi vậy ha. Rồi, cảm ơn em.